Đây anh chị thấy ha, con đường nhựa rất là lớn nha anh chị. Đường nhựa này rộng khoảng 7 mét luôn á. Dạ em là nhà đất Minh Xem Tiền Giang xin chào cô chú anh chị nha. Hôm nay xem về xã Sông Bình của huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang để quay giới thiệu cho anh chị mình một ngôi nhà vườn có tổng diện tích là 1.142 m². Trước tiên đem giới thiệu sơ lược về vị trí con đường và hướng đi cho anh chị mình xem và tham khảo luôn nha. Hướng trên màn hình của anh chị đang nhìn, đây là hướng về Ủy ban dân xã Sông Bình, khoảng cách từ ngay vị trí ngôi nhà mình mà về tới Ủy ban dân xã Sông Bình thì tầm khoảng 1,9 km là tới rồi nha anh chị. Còn anh chị từ đây mà anh chị đi chợ Sông Bình thì tầm khoảng 1,5 km là tới. Anh chị đi chợ nó sẽ gần hơn nha, đó là chợ Sông Bình luôn. Và cũng cái hướng này anh chị đi thông về của thị trấn Chợ Gạo luôn. Khoảng cách thì tầm khoảng 5 km. Còn hướng ngược lại là anh chị đi thông về thành phố Mỹ Tho của tỉnh Tiền Giang luôn. Khoảng cách đây chút nữa em lên Google Maps cho anh chị mình xem cho nó chi tiết nó rõ hơn nha. Còn cái ngôi nhà em giới thiệu cho anh chị hôm nay là mình vô cái con đường này nha. Và bây giờ để em sẽ di chuyển vô cái ngôi nhà cho anh chị mình xem cho nó chi tiết. Từ ngoài đường đi ra đường nhựa vô tới bên trong của ngôi nhà mình luôn. Nó đây là cũng là đường nhựa luôn nha anh chị. Đó anh chị thấy ha, xung quanh đây dân cư ngay khu vực này thì nó không có đông, cũng được thôi, ở quê mà vậy thì cũng tạm tạm được. Đây đặc biệt người ta hay trồng dừa. Nó đây nhà cửa cũng rất là giàu giàu không à. Đây đó là mình đi tới ngay cái vị trí này là cái ngã ba đường, lên đó thì mình chạy lên bên kia, còn cái ô tô anh chị chạy thì cũng khoảng tới đây luôn. Còn đường mình thì vô bằng đường xe máy nha anh chị. Nó từ ngay đường ô tô này mà vô tới ngôi nhà mình đường xe máy thì tầm khoảng có mấy chục mét là tới anh chị ạ, tầm khoảng 70 mét quá. Nó trong đây cũng có nhà cửa người ta ở nè, nó chừng 50 à. Nó để em chạy vô em đậu xe cái em sẽ giới thiệu cho anh chị cho nó chi tiết và nó kỹ càng luôn. Nhà mình cắt nó cũng hơi sai kiểu. Đó đây là con đường đổ đan, vô đây là cùng rồi nha anh chị. Nhưng mà tông bản vẽ thì đường tới đây. Và đây là cái mặt tiền của ngôi nhà mình, vô đó là 28 m. Và cạnh bên đây đi sâu vào là 27 m rưỡi. Cạnh bên kia đi sâu vào là 37 m rưỡi chứ. Cạnh kia đi sâu vào là 37 m. Phía sau hậu của mình á, sau hậu của mình ở hậu rất đẹp luôn, là 30 m rưỡi. Tổng diện tích 1.142 m². Đây anh chị thấy con đường ha, ra ngoài đường ô tô thì tầm khoảng 50 m chứ không tới 70 đâu. Nói giờ qua đây thì có vô nhà người ta nữa nha. Nói tầm bản vẽ anh chị nhìn bản vẽ đặt ngược lại nha, anh chị nhìn thấy cái đường đi bên đây nha anh chị. Nó ngang là 28, phía sau hậu mình 30 rưỡi. Mình có hai cạnh, một cạnh đi sâu vào 37 m rưỡi, một cạnh đi sâu vào là 37 m. Tổng diện tích là 1.142 m², cây lâu năm, chưa có thổ cư nha anh chị. Đó ngôi nhà nè, anh chị thấy ha. Phải ngôi nhà cắt xây qua bên đây á, thì nó sẽ tiện hơn. Nhưng mà xây ngược qua bên đây á, nó bị lỡ kiểu rồi. Đó, để em đi qua cái cạnh bên kia cho anh chị mình xem. Sau đó em sẽ bước vô trong cho anh chị mình nhìn cho nó chi tiết luôn nha. Đó, đối diện mình thì cũng có nhà ở kìa nha. Ở đây thì chủ bên đây xây tường. Xây tường thôi nha, chứ bên bên kia không có màu mã gì hết. Để em ram quay cho anh chị mình xem cho nó thấy rõ luôn. Chứ để nhiều anh chị tưởng là bên kia là mộ người ta xây. Đây, anh chị coi nè. Không có gì bên đây hết nha anh chị. Nó anh chị nhìn thấy ha, không có màu mã gì xung quanh hết á. Tông đất mình cũng không có luôn. Nó mình đi tới ngay cạnh ngay chỗ mấy cột đó, phía sau hậu của mình là 30 m rưỡi. Đây ngày xưa người ta có nuôi heo, rồi giờ không còn nuôi heo nữa, đập bỏ. Này phải cào lại, dọn lại.
Làm cái sân bên đây cũng được. Đây là bên đây nè. Cửa gỗ đàng hoàng nha anh chị. Và đây là em xây ra về hướng mặt tiền của cái ngôi nhà mình. Mặt tiền của ngôi nhà mình thì xây về hướng tây nha anh chị. Còn tính từ ngay vị trí ngôi nhà mình mà về tới ngay trung tâm của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thì thời gian đi tầm khoảng 20 phút, khoảng cách là 10 km. Còn nếu anh chị nào ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, em lấy điểm là cầu Mỹ Thuận, mà anh chị về tới ngôi nhà của mình, thời gian đi là 1 giờ 22 phút, khoảng cách là 77 km. Còn nếu như anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh, em lấy điểm là bến xe miền Tây. Bến xe miền Tây mà anh chị về tới đây thời gian đi là 1 giờ 30 phút, khoảng cách là 69 km. Đó là vừa rồi em lên định vị Google Maps khoảng cách cho anh chị mình xem. Bây giờ xem sẽ di chuyển vào bên trong nhà, anh chị mình xem nó sẽ chi tiết luôn nha. Đó. Đây, cửa gỗ này. Tường thì sơn, dưới thì chưa lót gạch, nhà thì chưa có dán gạch. Ngôi nhà này thì mình chỉ lót gạch thôi. Còn tường này thì mình để vậy cũng đẹp, giống như mới sơn lại anh chị ạ. Nói giá hiện tại chủ đang kêu cho tổng diện tích là 1.142 m², cây lâu năm. Tiếc cái là chưa có thổ cư nha anh chị. Giá chủ đang kêu là 1.7 tỷ. Nếu như anh chị nào thấy phù hợp cái vị trí địa chỉ là xã Sông Bình của huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, thì anh chị hãy liên hệ cho xem theo số điện thoại là 039 545 4645, xem sẽ trực tiếp dẫn anh chị đến xem ngôi nhà này. Được thì anh chị mua nha. Được cái là mình gần chợ, cách chỉ có 1.5 km. Còn ủy ban thì xa hơn nha, khoảng 1.9 km, chạy xe là khoảng 4 phút đi xe đó anh chị. Mình có 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ, và bên đây là cái phòng ngay chỗ cửa đi. Đây, ngay khu vực cửa đi nè. Nhìn về phía trước, cái sân mình hơi hẹp anh chị. Phải sân rộng rộng chút nữa thì nó mới đẹp. Trên nóc thì la phong chưa có đóng. Đoàn tay thì cây gỗ nha. Đó, đây căn phòng. Một căn phòng đầu tiên. Và đây là căn phòng thứ hai. Nhà này giống đầu tư rồi, người ta sơn lại người ta bán quá anh chị. Nhưng mà diện tích đất thì cũng tốt, tới 1.142 m², giá 1.7 tỷ. Bên trong có ngôi nhà. Đó, phía sau đây của mình đây, ngay chỗ đó có cái chỗ để bếp ga đó. Và bên hông bên đây mình có căn phòng nữa nè. Nói căn phòng này rộng hơn 2 căn phòng kia. Nếu như anh chị nào quan tâm tới cái ngôi nhà này thì anh chị cũng nên kết bạn Zalo với xem theo số điện thoại trên màn hình. Rồi em sẽ gửi sổ và hình ảnh thửa đất cho anh chị mình xem cho nó chi tiết nha. Tổng diện tích đất của mình là 1.142 m², xung quanh đó. Đất và xung quanh đất mình không có mồ mả gì hết. Sau này anh chị về đây có thể là trồng cây ăn trái bên đó. Còn mấy cái này chắc phải nghiên cứu lại cái mình đào mình lấy lên. Ba cái sào bằng này thì mình lắp cái ao này cũng được. Bên trong mình thì có mấy cây đu đủ. Quay lại thì chỉ có mấy cây dừa. Đó, mình đi tới cái ganh ngoài đó phía sau nở hậu rất là đẹp luôn. Rồi nếu như anh chị nào quan tâm tới cái ngôi nhà này thì anh chị hãy liên hệ ngay cho xem nha. Địa chỉ của mình là xã Sông Bình của huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Giá là 1.7 tỷ cho hết đất và nhà luôn. Nhà thì mình có cửa gỗ. Nhà thì cũng đã sơn mới rồi. Còn phía dưới chủ không có dọn, để hơi âm tầm một tí. Nhà thì xây về hướng Tây. Còn cái đường đi thì nằm bên hướng Nam. Đó, cho anh chị mình khâm khảo rõ ràng luôn. Nó đường đi mình bên đó. Tâm thì trồng được mấy cây sồi. Đó, có nhãn, nhà vườn. Nó rồi nếu như anh chị nào mà thấy phù hợp cái vị trí địa chỉ này thì anh chị liên hệ cho xem, rồi xem dẫn anh chị đến xem ngôi nhà rồi gặp chủ để thương lượng thêm. Nhà mình thì cũng rộng nhưng mà có một cái là cũng phải sửa sang lại nha. Tức là mình về phải đóng la phong lại, ở dưới mình lót gạch. Tường thì mình khỏi sơn, mình khỏi dán cũng được. Nhưng mà phải lót gạch với đóng la phong cho nó mát.
chỉ cách đường ô tô tầm khoảng 5-70 mét à. Đó, anh chị nhìn thấy toàn cảnh đây. Rồi nếu anh chị nào quan tâm tới cái ngôi nhà này thì anh chị hãy liên hệ cho xem, rồi xem dẫn anh chị đến xem nha. Nó cái đường đi của mình bên đó, xung quanh hàng xóm của mình đều có nhà hết nè. Nó để em quay một vòng cho anh chị mình xem cho nó rõ ràng luôn. Bên đây còn khoảng đất trống. Rồi đến đây thì em cũng xin kết thúc video. Nếu như anh chị nào thấy phù hợp thì alo cho em nha, rồi em dẫn anh chị đến xem. Bây giờ em cũng xin chào và hẹn gặp lại anh chị video tiếp theo.